ở trẻ con nó có hai cái tình trạng chính. Một đó là sự co thắt của cái đường thở mình là trong lồng ngực của mình đó, thì nó bị co thắt lại. Thì mỗi khi mà nó bị co thắt lại, nó sẽ biểu hiện ra ngoài bằng triệu chứng ho, khò khè, khó thở, nặng ngực ở trẻ con. Nó có thể đơn thuần một triệu chứng thôi, nhưng cũng có thể phối hợp 2, 3 hoặc cả 5 triệu chứng. Và khó khăn nhất chính là chỉ có triệu chứng ho đơn thuần thì khó nghĩ đến hơn. Và đó là triệu chứng khi bị co thắt đường thở. Và chúng tôi gọi đó là cơn suyễn cấp tính. Và điều này buộc chúng ta phải cùng nhau được tập huấn, được huấn luyện để giúp đứa trẻ qua được cơn cấp này. Ngoài ra còn một hiện tượng, tình trạng không kém phần quan trọng và được quan tâm cực kỳ dài hạn, lâu bền và phải tuân thủ tuyệt đối, đó là một quá trình mà chúng ta hay gọi nó là nó sưng cái lồng của phế quản lên. Mà hay cái chuyện gì mà nó sưng thì nó càng làm hẹp cái lồng phế quản. Mà cái hiện tượng sưng đó tiếng chuyên môn tụi tôi gọi là viêm mãn tính. Mà cái viêm mãn tính đó đã xuất hiện từ lâu rồi, thì như vậy chúng ta phải điều trị cũng phải lâu rồi. Và chúng ta phải tuân thủ một cách đều đặn hàng ngày và hết sức là nghiêm túc thì chúng ta mới kiểm soát được cái hiện tượng sưng đó. Vì hiện tượng sưng đó giống như chúng tôi hay ví, nó làm nền, làm cái cò mồi cho xuất hiện cái cơn hen cấp tính. Nếu chúng ta quản lý tốt cái chuyện mà bị sưng, bị viêm đó, không bị sưng viêm thì sẽ không xuất hiện cơn hen. Thì đó là việc nền tảng trong điều trị. Thì cái mùa như thế này, vì sao chúng ta phải hiểu được cái hiện tượng sưng viêm đó? Chính những người bị hen thì cái cơ địa của họ đã sẵn sàng một cái hiện tượng sưng viêm lồng phế quản rồi. Cho nên mỗi khi thời tiết thay đổi, những người thông thường, bình thường, khỏe mạnh sẽ không dễ mắc cơn hen. Nhưng những người bị hen, họ đã sẵn một cơ địa sưng viêm đó, thì chỉ cần gió thổi qua một tí, hơi lạnh bén lại một chút, khói bụi núp ở đâu đó một tí, khói thuốc bay ra, vận động gắng sức một chút, lên cầu thang một chút, buồn quá, vui quá cũng lại xuất hiện cơn hen. Đó là yếu tố người ta gọi là giúp cho khởi phát lên cơn hen vốn nó tiềm tàng rình sẵn trong cơ địa những người bị hen. Và những cái người bị hen đó, nếu hiểu được điều này thì chúng ta sẽ tránh được và làm hạn hữu, giảm bớt đi số lần mà chúng ta rơi vào cơn hen. Và điều này cả thế giới và trong đó có Việt Nam chúng ta hiện nay đã làm được điều này. Và rất nhiều bệnh nhân Việt Nam đã làm được điều này, có một chất lượng cuộc sống bình an như tất cả mọi người và cũng khỏe mạnh như tất cả mọi người mặc dù có sử dụng thuốc hen. Thật sự ra trong cái hen đó, khi vào cơn hen thì thường người thầy thuốc phải có nhiệm vụ là chỉ cho bệnh nhân. Và muốn chỉ cho bệnh nhân thì bệnh nhân phải biết đi tìm bác sĩ, chứ đừng có ỷ y là chuyện ho, khò khè này sẽ thoáng qua. Đặc biệt là những trẻ ho, khò khè, mà nhất là trong 2-3 năm đầu của cuộc đời đứa trẻ, mà nó lặp đi lặp lại, thì đừng có thờ ơ, đừng bỏ qua, mà hãy cho chúng tôi là những người làm y tế có một lần được gặp em bé. Để chi vậy? Để chúng tôi cùng với ông bố bà mẹ tìm xem có phải đứa trẻ này có mắc bệnh hen hay không. Vì đây là một cơ hội cho nhân viên y tế chúng tôi và cũng là cơ hội cho đứa trẻ được tiếp cận với những phương pháp điều trị hữu hiệu nhất hiện nay, rất an toàn và mang lại chất lượng cuộc sống. Thí dụ ho, khò khè, khó thở, lặp đi lặp lại, cứ hễ có chuyển mùa mà dân gian mình hay kêu trở trời là bị đó bác, cơn nước lên là bé bị, hoặc là sổ mũi 2-3 cái là biết thế nào bé cũng khó thở, tức là họ cảm nhận được con rất là tốt. Thì mong rằng các ông bố bà mẹ cảm nhận được điều đó và đưa đến cho chúng tôi để đứa trẻ được có cơ hội mình tiếp cận với một chuỗi điều trị phía sau mà chúng tôi hay gọi là kế hoạch hành động cho từng đứa trẻ riêng biệt, vì phù hợp trên mỗi đứa trẻ.
Thì mỗi khi chúng tôi có một cái đứa trẻ mà khi ho khò khè khó thở, quý vị biết không, tội đứa trẻ lắm, vì bé nhỏ nên không biết rên, không biết khóc là bố mẹ ơi tôi khó thở lắm, mà trẻ chỉ biết khóc và khó chịu, nằm chịu đựng điều đó. Thì mong rằng đấy là lời kêu gọi khẩn thiết, mong muốn các ông bố bà mẹ nhìn vào điều này, hãy mang tới cho chúng tôi. Vì ở đây chúng tôi có những phương tiện một cách đơn giản, dễ sử dụng, và chúng tôi sẽ hết lòng chỉ dẫn để chính nơi ngôi nhà của các bạn, nơi mà các bạn chăm sóc con, sẽ có nhiều điều kiện nhất, nhanh nhất, sớm nhất và an toàn nhất để cứu con mình qua khỏi cơn khó thở. Ở đây chúng tôi có một cái loại bình xịt cát cơn. Vì đường thở bình thường nó tròn như một cái cây viết, đây giả sử như vậy, thì lòng của phế quản của những người bị hen sẽ sưng lên là đã vốn chật hẹp. Khi co thắt lại đường thở do một yếu tố bên ngoài, ví dụ thay đổi môi trường, nhiệt độ hay khói thuốc, thì co nhỏ, chúng tôi ví như cái đường kính của cây viết này to, khi co nhỏ thì nó bằng cái đầu viết, và như vậy đứa trẻ mệt lắm, nó khó thở lắm. Thì chúng ta sẽ dùng một cái bình xịt thuốc xịt thẳng vào trong lòng phế quản, và như vậy sẽ mở được cái phổi ra, cái lòng phế quản lại rộng ra, không khí ùa vào, thế là đứa trẻ sẽ đỡ khó thở và giúp được đứa trẻ trong nháy mắt. Và đây là điều ông bố bà mẹ nào cũng làm được nếu được huấn luyện tốt. Và cho chúng tôi vào cuộc, cho chúng tôi có cơ hội gặp ông bố bà mẹ, thì đứa trẻ sẽ không phải trải qua những giây phút khổ sở như vậy. Và điều này hoàn toàn có thể, vì ở tại Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi hiện nay đã có rất là nhiều bệnh nhân hen nhi đến với chúng tôi ở khắp các miền đất nước, và đã có một cuộc sống mang đầy chất lượng và được đến trường, được tham gia những hoạt động như những trẻ khác mà không phải nghỉ học, nửa đêm không phải thức dậy vì cơn khó thở hành hạ. Thì đây là điều mong mỏi của chúng tôi.